Sau đó các bạn lên cho mình là 4 mũi bính. 1, 2, 3, 4. Móc sang cái chân bên cạnh này là một mũi đơn. Đó các bạn, móc sang cái dây bên cạnh này là cái chân bên cạnh này là một mũi kép đơn nhé. Tiếp theo các bạn lên một bính này, móc tiếp sang chân bên cạnh là một mũi kép đơn. Các bạn cứ lên một bính, sau đó móc sang chân bên cạnh là một mũi kép đơn. Lên một bính và móc sang bên đây, sang cái dây bính đầu tiên này là một mũi trượt. Sau đó các bạn cắt len. Và bây giờ các bạn sẽ dùng bằng len màu trắng nhé. Len màu trắng này. Các bạn sẽ lấy len ở từng cái lỗ mà các bạn lên bính đấy. Đây các bạn sẽ lấy ở từng cái lỗ mà các bạn đã lên bính như này. Các bạn lấy len qua này. Sau đó các bạn lên cho mình 3 bính. Các bạn móc cho mình là mũi móc dâu nhé, mũi hạt bắp đấy. Các bạn sẽ móc cho mình là 5 mũi kép chờ nhé, kép đơn này, để nguyên trên kim 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Sau đó lấy len qua tất cả các chân trên kim. Rồi các bạn lên cho mình một mũi bính. Mình đã được một cánh. Và tiếp theo các bạn móc ở chân tiếp theo này cũng vậy nhé. 5 mũi kép đơn. 1 này. 2. 3 4 5 để len qua lên một bính và tương tự như vậy các bạn móc cho mình tổng là 5 lần như thế này nhé. Kết thúc các bạn sẽ móc sang cái chân bính này bên ở cái chân đầu tiên này là một mũi trượt nhé. Rồi các bạn cắt len. Các bạn dùng kim khâu. Các bạn sẽ dùng kim khâu nhé. Và khâu cho nó gọn cái miệng này lại.
Các bạn sẽ dùng một đoạn kẽm luồn vào cái phần đài này. Sau đó dùng len màu xanh quấn để tạo thành một cái cành nhé. Đầu tiên các bạn quấn cho mình 4-5 vòng trên đầu này, quấn thật chặt nhé.